Xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc mừng tỉnh Lâm Đồng cũng như Đà Lạt thân yêu của chúng ta tiếp tục là một ngày thứ ba không có ca Covid-19 mới. Để tận hưởng sự vui mừng này, mời quý vị và các bạn xem cảnh vườn hoa thành phố Đà Lạt rất lung linh, rất đẹp và thơ mộng